Xin chào mọi người. Trần Liêm đang vậy thì để em lấy một cái tay nghe, một cái dắt khác dán vô cái lỗ đầu tiên, lỗ phone để cho nó ngắt âm thanh ra. Rất là ồn lắm. Đó. Rồi cắm vô. Trần Liêm đang sửa cái bệnh. Nó chỉ ra lo thôi, ra giảm thanh nó mất hết. Trần Liêm đang đã khắc phục xong và khách đang thử lại. Cũng may mắn là tìm ra nguyên nhân. Chứ ở Chợ Lách thì cũng cây nhà lá vườn, muốn tìm đầy đủ linh phụ kiện để sửa một cây đàn mà bệnh nặng thì rất là khó, mọi người phải chuyển lên chi nhánh 1. Đây là một bãi chiến trường mọi người. Đó. Khách đi xa rất là tội nghiệp mọi người, từ Thạnh Phú lên ủng hộ Trần Liêm. Rồi, sau khoảng 30 phút thì đã xong. Được chưa chú? Ok phải không? Rồi để con lắp ốc lại cho chú.